Xin chào bà con, hôm nay kênh YouTube Nuôi Đánh Cá Đảo xin giới thiệu với bà con. Đây là giá treo đồ đa năng. Giá này dùng và sử dụng được rất nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như trong phơi đồ hoặc là đựng những dụng cụ nhà bếp rất là tiện ích. Chúng ta có thể đựng bát đũa, đựng xong nồi. Ngoài ra còn có thể phơi được cá khô. Ví dụ những bà con ở vùng biển là chúng ta có thể được phơi được cá khô, phơi được tôm khô, hoặc là có thể muối dưa, chúng ta có thể phơi dưa ở đây để cho đỡ bị bất vệ sinh, đỡ bị ruồi muỗi bu vào của cá khô, cá chỉ gì ấy, vân vân. Ngoài ra còn có thể dùng giá treo đồ đa năng này, nó rất là kín đáo nên là có thể nuôi được cả những con côn trùng để cho chim, các thú thú cưng ăn, ví dụ như là chim rồi một số các loại như là rắn mối rất là ăn. Có thể là nuôi chuồng chấu này, nuôi dế cơm này, chúng ta có thể nuôi được. Nó rất là hay, rất là tiện ích. Nó gồm 5 khoang, cái này nó gồm 5 khoang. Đấy. Mỗi khoang nó là tách biệt khác nhau. Đấy. Mỗi khoang tách biệt khác nhau. Đấy. Chất liệu lưới thì rất là tốt và bền dai. Hàng này hàng nhập khẩu chính hãng. Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan các bác nhé. Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Đấy, khung sắt cứng luôn. Mỗi khoang là một khoang khác nhau. Chiều cao của cái giá được đồ đa năng này là cao 90, khung vuông là 50. Đây bên sau đây là thử để cho các bác xem là cái tiện ích của nó, về cơ bản tiện ích. Ví dụ bây giờ chúng ta để bắt. Đấy. Sau khi để bắt xong, chúng ta kéo xẹp bằng tưa lên là xong. Đấy. Kéo kín hết luôn. Vòng qua luôn. Rồi, ok. Đó, rất là kín nhá. Thứ nhất là tránh bụi bặm, thứ hai nữa là tránh ruồi muỗi. Rất là vệ sinh, an toàn. Liên hệ số điện thoại ở dưới nha các bác nha. Zalo 0938336470. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.